Rồi chào mọi người nha Hiện nay màn hình CRT được xem là công nghệ lỗi thời Và không được ô chuộng bằng các loại TV màn hình plasma LCD Dẫn đến việc các dòng TV từng làm mưa làm gió trên thị trường như Sony Cũng phải ngưng sản xuất loại TV này Vậy màn hình CRT là gì? Hôm nay mình với mọi người sẽ cùng tìm hiểu nha Màn hình CRT tên đầy đủ là Cathode Ray Top được biết đến là công nghệ màn hình TV lâu đời nhất, được thương mại hóa vào năm 1922. Màn hình CRT sử dụng màn quỳnh quang và các ống tia cathode tác động vào các điểm ảnh pixel để tạo sự phản xạ ánh sáng, được sử dụng chủ yếu trong sản xuất TV, máy tính, máy đo. Kỹ nguyên của TV CRT gắn liền với các thương hiệu Nhật Bản như Sony, Panasonic, Toshiba với độ bền cao. Tuy nhiên, dù đã có rất nhiều cải tiến nhưng màn hình CRT vẫn nặng nề và cồng kềnh hơn so với các loại công nghệ sau này như LCD, plasma và LED. À, TV CRT là một hệ thống đèn điện tử chân không có thể sử dụng một súng điện tử đối với TV đen trắng hoặc ba súng điện tử đối với TV màu để bắn tia âm cực vào một màn phosphor. Các súng điện tử sẽ bắn tia âm cực, tức các hạt rong vào màn phosphor để kích thích chúng phát sáng, giúp hiển thị hình ảnh lên màn hình TV. Các ở trong có thể được gia tốc hay chuyển hướng trong quá trình bắn súng điện tử để đến màn hình phosphor tùy theo màu sắc muốn hiển thị trên màn hình. ưu điểm của TV CRT giá thành rẻ hơn so với các loại màn hình khác cho chất lượng màu sắc trung thực, độ tương phản tốt, thường được dùng trong kỹ thuật thiết kế, màu sắc không bị thay đổi dù nhìn ở mọi góc nhìn khác nhau, hiển thị bất Kỳ độ phân giải nào mà không cần phải nội si, không bị uh, trễ tín hiệu đầu vào. Màn hình có độ bệnh cao. Nhược điểm của màn hình CRT. Độ phân giải của, của màn hình CRT thấp. À, màn hình CRT nặng, dày và cồng kềnh hơn TV LCD, LED hay plasma cùng kích thước. Tiêu thụ nhiều điện năng hơn. Thu sóng kém hơn các loại TV khác. Sự ra đời của TV CD, màn hình phẳng hầu hết các dòng TV series trước những năm đầu thế kỷ 21 đều được thiết kế với màn hình lòi vì nguyên tắc hoạt động của nó đó là sử dụng súng điện tử bắn các tia âm cực vào tấm nền phosphor. Việc tạo màn hình lòi sẽ cân bằng được hiện tượng biến dạng hình ảnh do TV lòi và màu sắc do tia cực âm bị lệch góc. Về sau khi màn hình CRT được phát triển công nghệ mới để thiết kế để màn hình phẳng mà không ảnh hưởng đến khả năng cấu tạo màu sắc cũng ở các góc màn hình CRT công nghệ của ngày hôm qua công nghệ CRT lỗi thời do sự nặng nề và cồng kềnh hơn so với các công nghệ TV sau này với đặc tính kỹ thuật của mình việc sản xuất một chiếc TV CRT trên 40 inch là điều không khả dụng vì không đủ không không gian cũng như chi phí tắt đỏ trong khi đó các công nghệ như plasma hay LCD cho phép các nhà sản xuất tạo ra những chiếc TV màn hình lớn TV CRT sử dụng súng bắt âm cực sẽ phát ra một lượng nhỏ phóng xạ trong quá trình hoạt động, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người xem. Ngoài ra, TV CRT cũng có chứa trì nên nếu không được xử lý đúng cách thì có thể sẽ gây ô nhiễm môi trường. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Chào mọi người.